À, kính thưa cô chú và anh chị em, thì giờ đây tiếp tục chúng ta nghe lại sơ lược về câu chuyện những giai thoại thật là thần thông quảng đại, thật là kỳ diệu của ngài Đạo Lập. Câu chuyện luyện phép ha. Đúng rồi. Thưa quý vị, thì cái tất cả các ông đạo trong 12 ông đạo của Bửu Sơn Kỳ Hương đệ tử thì ông nào cũng có thần thông diệu dụng hết trơn á, như là ông đạo Xuyến cũng vậy đó, cũng có thần thông diệu dụng. Giống như thập nhị đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, như là ngài Mục Kiền Liên nè, thần thông đệ nhất. Xá Lợi Phất thì trí tuệ đệ nhất. Rồi riêng 12 âm đạo thì cũng có thần thông đệ nhất nữa. Ngày xưa là các ngài đều là chứng đạo cả. Giờ đây sơ lược câu chuyện thứ hai cho bà con đồng đạo được nghe chung. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Lắm. Thì kính thưa cho toàn thể chú quý đồng đạo, thì trong thập nhị đệ tử của Phật Thầy Đại An thì vị nào cũng có một cái biệt tài riêng. Nhưng trong cái ngày lễ trọng đại của ông Đạo Lập thì chúng tôi sẽ cập nhật những cái câu chuyện quay quanh của ông Đạo Lập để cho quý vị mình tham khảo ha. Thì những cái câu chuyện ly kỳ quay quanh ông Đạo Lập thì quý vị cũng đã từng biết rồi. Thì ở đây thì chúng tôi sẽ điển hình thêm một cái câu chuyện nữa là ông Đạo Lập luyện phép. Thì trong những lần ông Đạo Lập đi dân du đó đây để đem chánh pháp, tức là học Phật tu nhân mà ông đã học nơi Phật Thầy Tây An để đi truyền khắp nơi cho đồng đạo cũng như bà con để am hiểu về cái giáo lực, giáo điều mà ông đã được học nơi Phật Thầy Tây An. Thì trong những lần đi dân du đó đây thì ông Đạo Lập hay thường dẫn một cái vị đệ tử theo để làm một cái thị giả cho mình. Ông đệ tử đó tên gọi là ông Quỳnh Văn Thiện. Và sau khi ông Đạo Lập đi dân du đó đây thì hay trú ngụ tại núi để ẩn cho qua đêm. Thì khi đến nơi núi am thì ông Đạo Lập lại dẫn một vị đệ tử đó vào một cái chỗ ẩn nấp nó được an toàn. Riêng về ông Đạo Lập thì hay tìm những cái nơi thanh vắng để ngồi tọa thiền và ông luyện phép. Thì kính thưa quý vị, có một lần nọ thì ông Đạo Lập dẫn ông Quỳnh Văn Thiện đi lên ẩn nấp tại một cái núi nọ. Thì ông Đạo Lập để tìm một cái nơi thanh vắng ông ngồi luyện phép. Thì trong các hàng đệ tử của ông Đạo Lập thì có ông Hồ Ngạc. Ông này có cái tánh hiếu kỳ, thấy sư phụ mình thường hay tìm những nơi thanh vắng để ngồi tọa thiền hoặc giả là làm cái vấn đề gì đây. Cho nên ông vì cái sanh lòng hiếu kỳ đó mà ông mới theo dõi ông Đạo Lập, tức là thầy của mình, coi ông tìm đến nơi thanh vắng để làm gì. Thì có một bữa nọ ông Hồ Ngạc này, ông mới nép mình vào một cái bụi rậm và coi coi thầy mình đang làm một cái vấn đề gì. Thì quả nhiên là ông Đạo Lập, ông dùng cái phép, tức là ông lấy cái tấm giấy trắng, ông xếp lại thành một cái chiếc thuyền và ông thảy xuống dưới dòng sông. Và ông đọc thêm một cái thần chú. Thì lúc bấy giờ chiếc thuyền đó nó sẽ chạy lên chạy xuống gì nè quý vị, nhìn thấy vô cùng là hay ho. Và trong những lúc ông điều khiển chiếc thuyền đó, ông đều niệm cái câu gọi là thần chú đó. Vì vậy mà cái ông Hồ Ngạc này, ông này hiếu kỳ mới nép gần lại, có nghĩa là núp gần lại với ông Đạo Lập để nghe coi cái câu thần chú đó là cái câu gì đó. Thì lúc đó là cái vị đệ tử này ông lại cũng như học được cái câu thần chú của ông Đạo Lập. Cho nên khi mà ông Đạo Lập có dịp đi dân du đó đây thì vị đệ tử này mới học được những cái gì mà của thầy mình đó. Ông cũng bắt chước khi mà thầy mình đã ra đi dân du thì ông cũng lấy tấm tờ giấy trắng, ông xếp lại thành một chiếc thuyền, ông thảy xuống dưới sông và ông niệm cái câu thần chú mà của thầy mình đã từng niệm đó. Thì quả nhiên ông thành công quý vị ơi, có nghĩa là ông niệm thì ông điều khiển chiếc thuyền đó cũng chạy lên chạy xuống giống như gan thầy mình. Nhưng đặc biệt có một điều là ông lại ngã ngang chết quý vị. Cái điều này mới gọi là ly kỳ đó. Và sau khi ông chết đó, thì lúc đó là ông Quỳnh Văn Thiện, tức là bạn của ông Hồ Ngạc đó, vì thấy bạn mình tự nhiên dùng thần chú mà lại chết, cho nên rất là lo sợ. Vì lúc đó là không có thầy mình, tức là ông Đạo Lập không có ở nhà, cho nên là ông Quỳnh Văn Thiện này mới canh sát của bạn mình suốt trong đêm đó để canh sáng ngày mai thì thầy mình về để coi xử lý cái câu chuyện của bạn mình như thế nào. Thì khi sáng lại thì ông Đạo Lập từ ở vị trí ở dưới chân núi đi lên thì tay phải thì cầm một cái chiếc điểm,
và cái tay tay trái thì cầm những cái món đồ tản liệm để về để tản liệm cho đệ tử. Và khi thầy mình tức là ông Đạo Lộc đến nơi mà cô Quỳnh Nhân Thiện và bạn mình là ông Hầu Ngạc đó, thì chưa ông Quỳnh Nhân Thiện chưa kịp trình bày về vấn đề bạn mình mắc, thì ông Đạo Lộc lại nói như câu như thế này: ta về ta sắm sửa lại giặt để chôn cất nó đây. Thì đó là cái câu chuyện mà xuyên qua quý vị thấy câu chuyện liên phép được ông Đạo Lộc đã từng dân du đó đây và được lưu lại trong lịch sử hết sức là ly kỳ. Thì giờ đây thì đó là cái câu chuyện mà chúng tôi vừa kể cho quý vị mình nghe. Và đến cái phần bình luận thì kính mời Đệ Tâm sẽ bình luận nhẹ về câu chuyện. Kính mời Đệ. Xin thưa quý vị, thì qua câu chuyện trên chúng ta sẽ rút ra những bài học. Thì những cái bài học này theo như ý kiến cá nhân của riêng mấy anh em chúng tôi thôi ha. Đúng. Tức là nó không có thể là quảng đại cho đại quần chúng. Tức là chúng tôi nghĩ như thế này, tức là cái sự mà liễn phép á, thì nhiều khi là ông Đạo Ngạc, ông Ngạc phải không? Đệ tử của ông Đạo Lập, nhiều khi ông liễn chưa đến á, đến có thể là trong cái phép đó thì nó có nhiều cái tầng lớp thứ bậc để liễn, mà nhiều khi chúng ta liễn bị chưa tới á, thì thành ra là đột tử nên phải chết. Do nội lực và nội tâm của ông ta yếu. Chứ nhiều người đang hỏi tại sao ông Đạo Lập lại hại đệ tử mình vậy? Tức là do nội lực, do cái sức lực, do công phu hành trì của cái sự luyện nó chưa tới. Đúng rồi. Có thể là ta, thường thường bác sĩ người ta nói sốc thuốc á. Mình hiểu đơn giản là vậy đó ha. Đúng rồi. Chứ ngài vì lòng từ bi đệ tử của ngài thì ngài không thể nào mà được làm những cái chuyện mà hại đệ tử mình được. Đúng. Tức là do ổng. Và cái điều nữa, tức là những gì quan trọng thầy dạy thì chúng ta sẽ làm. Đúng rồi đấy. Ví dụ như chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì thầy dạy điều gì chúng ta sẽ làm điều nấy. Còn riêng về cái tâm của ông Ngạc á, thì ông sẽ giấu thầy ăn cắp ăn trộm. Cái sự mà luyện phép thì cái đức tính này nó không có tốt. Đúng rồi. Thì đây cũng là một bài học để cho chưa để đời cho chúng ta đó. Đúng rồi. Đúng lý ra ông Hồ Ngạc ông muốn học cái phép đó thì nên hỏi thầy mình. Thầy ơi, con muốn học như vậy á, thầy có cho phép hay không? Muốn cho phép thì chúng ta hãy học, chứ đừng nên học lén mà làm những cái chuyện như vậy. Thì nó sẽ đi đến một cái giai đoạn là mất mạng. Như vậy thì cái quan trọng hôm nay nữa rút ra bài học này, tức là những gì thầy dạy chúng ta làm. Đúng rồi. Những gì thầy không dạy, thầy cấm thì chúng ta không có làm. Đúng rồi. Thì đây là một cái điều quan trọng, một điều cần thiết nhất của đối với tất cả mọi người chúng ta. Vì thì câu chuyện thứ hai sao? Thì vì để bình luận thêm ý, vì đức thầy đã dạy là đây chỉ rõ đường đi nước bước, cho nên đức thầy chỉ rất là rõ ràng đường đi nước bước hết, chúng ta phải thực thi theo lời của đức thầy chỉ dạy. Thì lo gì mà cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay cái chỗ cảnh giải thoát mà chúng ta sẽ không tham dự. Cho nên phải cố gắng thực thi theo lời của đức thầy để chỉ dạy. Đây là câu chuyện thứ hai này chúng ta sẽ cho qua ha. Mà quý vị chút lát nữa chúng ta sẽ nghe câu chuyện thứ ba. Nhưng mà đặc biệt á, là không phải là chúng tôi phải ngừng lại cái câu chuyện nữa. Là vì sao quý vị? Là vì đây tới chiều chúng tôi sẽ cập nhật hoài cho đến tới ngày mai luôn. Thì những câu chuyện mà quay quanh của ông Đạo Lập thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị mình nghe. Nhưng đặc biệt có một điều là quý vị mình phải theo dõi trên kênh YouTube của anh em chúng tôi, cập nhật hàng ngày vào lễ của ông Đạo Lập, để chúng ta nghe qua những cái câu chuyện ly kỳ nữa. Nhưng mà chúng tôi hồi sáng giờ mới kể cho quý vị mình nghe qua hai câu chuyện thôi ha.